Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá hành trình đầy thú vị của một nhạc cụ kỳ diệu, đó là sáo recorder. Bắt đầu từ nguồn gốc của nó ở đâu và những vai trò quan trọng mà nó đã đóng góp trong âm nhạc qua các thế kỷ. Sáo recorder không phải là một nhạc cụ mới mẻ. Thực tế, nó đã tồn tại hàng trăm năm trước đây. Ngọn nguồn của sáo recorder xuất phát từ thời kỳ phục hưng ở châu Âu vào thế kỷ 14 và 15. Ban đầu nó được gọi là sáo ống và có các phiên bản đơn giản với các lỗ thổi được đục trên bề mặt. Trong suốt thế kỷ 16 và 17, sáo recorder đã trở nên phổ biến hơn và được phát triển với nhiều loại khác nhau. Từ soprano đến bass, nó đã chơi một vai trò quan trọng trong âm nhạc thời kỳ Baroque và thậm chí trong các tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc đương thời. Trong thế kỷ 18, sáo recorder đã trải qua một sự suy yếu và dần bị lãng quên khi các nhạc cụ khác xuất hiện. Tuy nhiên, nó đã trở lại vào thế kỷ 20 và trở thành một phần quan trọng của phong trào nhạc cụ cổ điển. Và thậm chí, trong âm nhạc dân gian, hiện nay, sáo recorder vẫn được sử dụng rộng rãi trong dạy nhạc và biểu diễn âm nhạc truyền thống. Sáo recorder là một nhạc cụ thổi hơi, có cấu tạo đơn giản nhưng độc đáo. Nó bao gồm các thành phần như phần đầu, phần giữa, phần đuôi và lỗ thông gió. Phần thân sáo thường được làm bằng gỗ như gỗ sồi, gỗ rẻ. Đôi khi sáo được làm từ các vật liệu như nhựa hoặc thậm chí là kim loại. Miệng sáo có một lỗ thổi mà người chơi sử dụng để thổi khí vào. Các lỗ bấm tay phải và lỗ bấm tay trái trên thân sáo có một loạt lỗ bấm được đặt cách đều nhau. Người chơi sẽ bật và đóng các lỗ này bằng ngón tay để tạo ra các nốt nhạc khác nhau. Sáo recorder có thể có hệ thống lỗ đôi hoặc lỗ đơn. Hệ thống lỗ đôi cho phép người chơi tạo ra nhiều nốt nhạc hơn, trong khi hệ thống lỗ đơn đơn giản hơn và được sử dụng trong các phiên bản sáo recorder cổ điển. Vậy là chúng ta đã điểm qua hành trình thú vị của sáo recorder, từ nguồn gốc của nó trong quá khứ đến vai trò quan trọng của nó trong hiện tại. Nhạc cụ này không chỉ là một phần của di sản âm nhạc thế giới mà còn là một phần của cuộc sống với sự sáng tạo của nhiều người. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi trong hành trình để khám phá về sáo recorder. Nếu các bạn muốn biết thêm về nhạc cụ này hoặc muốn nghe thêm âm thanh tuyệt vời mà nó có thể tạo ra, hãy khám phá thêm và bắt đầu cuộc hành trình âm nhạc của riêng bạn với sáo recorder.